Để mà nói, nếu như các bác đang cần tìm một nơi và giao lưu những chiếc đồng hồ côn cổ thì thực sự rằng Vang Vọng Chúng Em là một địa điểm mà các bác không thể bỏ qua. Bởi vì sao ạ? Ở Vang Vọng Chúng Em luôn luôn mang tới cho các bác những cái mẫu thiết kế đồng hồ vô cùng độc đáo và đẹp mắt nhất. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu tới các bác hai chiếc đồng hồ tới từ thương hiệu Vedec của đất nước Pháp nha các bác. Hai chiếc đồng hồ với kiểu dáng thùng dài vô cùng đặc biệt, thiết kế gần như là tương đồng nhau nhưng lại mang đến hai cái vẻ đẹp vô cùng khác biệt, đúng không các bác? Trước hết em muốn giới thiệu với tất các bác đây, một chiếc đồng hồ với kiểu dáng thùng dài, điểm họa tiết kim loại hai bên song song đối xứng nhau, bên dưới là kính rào các bác nhá, kính rào vô cùng cao cấp và sang trọng. Chiếc đồng hồ này sẽ mang tới một cái cảm giác hiện đại hơn một chút với cái nét đẹp của mình. Và bên cạnh đó, một chiếc đồng hồ cũng là kiểu dáng thùng dài, mặt bát giác nằm, kính dưới mài viền rất là sang trọng nhưng lại tạo được một cái nét đẹp gì ạ, rất là cổ kính bởi những cái nét chạm trổ của mình đối xứng hai bên nhau đây ạ. Quay sát hơn một chút để các bác có thể thấy rõ cái từng cái đường nét tinh tế nhất trong cái từng cái đường chạm này các bác này. Hình ảnh của bông hoa này, rồi tôi thấy hai cái chùm quả rất là đặc biệt và khéo léo khi đã có thể chạm được một cách đối xứng nhau như thế này. Mặt bát giác nằm trên một chiếc đồng hồ thùng dài có thể thể hiện được cái sự cao cấp của cái sản phẩm đó. Và đây các bác nhá, đặc biệt là các cái lớp kính cong mo các bác có thể nhìn thấy rõ này. Phần ánh đèn đang bị uốn cong đây là do cái lớp kính cong mo nha các bác, và để tạo độ sâu cho phần mặt số bên trong. Phía bên dưới đây các bác này, phần quả lắc bên trong liên tục chuyển động với hình ảnh rất đẹp của các bác, rất là sáng và gần như không có vết tích gì nhiều của thời gian. Kính viền càng làm cho phần quả lắc thêm đẹp hơn khi chúng ta nhìn từ dưới lên, đúng không ạ? Bên đây thì chiếc đồng hồ này cũng không hề thua kém với một phần tay nắm đẹp này. Kính bên dưới lại tạo được một cái cảm giác sang trọng hơn. Rất đặc biệt đúng không các bác? Mỗi chiếc mỗi vẻ, tùy vào từng sở thích của từng bác mà chúng ta có thể lựa chọn một trong hai chiếc đồng hồ này để trưng bày một cách hợp lý nhất. Vẫn là mặt bát giác nằm đấy các bác nhé. Cũng là kính cong mo luôn ạ, niềng sáng luôn các bác này. Cực kỳ hiếm có. Và sau đây thì em cũng xin được phép thử luôn cái tiếng chuông để gửi tới các bác để không mất nhiều thời giờ. Vâng, với một bộ côn thép dài từ củ gông lòng máng trắng thì cái phần âm thanh ngân vang là điều chắc chắn rồi, rất là hay đúng không các bác? Bên dưới có chiếc đồng hồ này có gì đây ạ? Phần tay cót zin này, giấy tờ đầy đủ từ thương hiệu các ốc bắt chống tường, mọi thứ đều còn đầy đủ đúng không các bác? Để em xin quay qua cái phần kính rào của chiếc đồng hồ thứ nhất này luôn, giấy giấy hướng dẫn này, kính rào đẹp mắt luôn. Rồi đến chiếc đồng hồ tiếp theo, em xin được phép thử ông luôn tới các bác. Âm thanh mỗi chiếc mỗi vẻ nhưng tựu chung lại đều rất là hay và có độ ngân đúng không các bác? Dành cho các bác chưa biết rõ thì đây, hai cái cần này em cũng xin được phép giới thiệu luôn, sẽ là cần khóa đầu vồ cho các bác này. Khi các bác gạt ra như thế này thì chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ dừng đánh chuông và không vấn đề gì cả đâu các bác nhá. Khi muốn nghe chuông chúng ta lại gạt nó vào giữa như thế này. Rất đặc biệt đúng không ạ? Rồi, em cũng xin được phép quay qua sơ qua một chút về nội thất của chiếc đồng hồ này. Từ phần côn thì các bác có thể nhìn thấy rõ này, phần khóa côn đầy đủ của thương hiệu nhá. Bên dưới đầy đủ, lắc thì còn đẹp rồi, chắc chắn luôn. Tuyệt vời đúng không các bác? Rồi, sau đây thì em xin được phép tạm dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Em xin chân thành cảm ơn.